dính cái khói nè, rửa ủa rửa lại ngon á. Đó, nó khui nãy ngồi chưa? Wow, wow, cái đã. Mà đứng bên kia thử mà kết được không? Đồ mẹt lại quay cho đẹp. Wow, yo, cái. Đồ ủa lại ngon á. Cái đúng bài luôn à. Wow, yo. Vô mày phanh một phanh rồi nó thâu á. Thế làm cho hai tổ. Làm thớ ra cái giống như nó kéo dài xuống lắm này. Cái hoa ra kia rồi, cái tay nghiêng vào bên kia. Nghiêng bên kia. Đấy, thấy chẳng ba, chẳng đồ vậy, đồ nghe chẳng hai. Chẳng hai. Chẳng ba tuần rồi. Lần đầu thấy lót bụi dứa luôn. Không biết không mà cho thấy nãy giờ nó chóc cánh rồi. Đập liên tục mà. To cả bát lửa mà. Đồ không nhiều ra không? Sao trí không thấy khối vậy? Trí chết nó, mỗi người có trí chết nó. Cái xe ra. Ôi, trí, đừng hơi gửi ra chứ. Thôi chút nó đuốt xuống. Ôi, ôi dồi, con rồi cũng còn ngon. Thôi chút nó đuốt xuống, tôi tèo cánh hết. Ôi dồi, nó đã. Thôi chút nó đuốt xuống. Thôi sao mà dính được cái đuốt nó chết hết. Nữa hay là còn là ngon á, biết mật hết rồi á. Ôi, con nổ đẹp đấy. Đúng vậy. Ờ. Anh nói chúng nó đốt xuống, đừng có giật lên, nó chết hết. Ờ, chúng nó đi hết, ấy mày bỏ khối cái nem xuống thấp thấp dưới nha. Nó tạt khối vô quá, nó tấu đen không thấy hết. Đứng bên kia coi thôi cái không. Ôi. Hôm nay thử ra thử cái gì đồ, biết không? Cắm nè, cắm bữa. Thôi chịu chán nên, wow, nó xả vô đất á. Rau, được rồi. Rau được rồi. Đấy, tóm ra luôn rồi. Đi không? Uầy, nó nấu vô trong đấy. Uầy, kéo vô trong. Đấy, còn có khui ăn rồi nhá. Uầy, đấy, nửa vánh chứ còn trong này nữa, thâu cho cỡ gì. Uầy, đầu kia nữa, thâu cỡ gì. Ở đây đút bỏ xa ra nữa, nó dính cái khói nè, rửa ủa rửa lại, ngon á. Đó, nó khui nãy ngồi chưa? Wow, wow, cái đã. Mà đứng bên kia thử mà kết được không? Đồ mẹt lại quay cho đẹp. Wow, yo, cái. Đồ ủa lại ngon á. Cái đúng bài luôn à. Wow, yo. Đồ. Đổ nước xa ra, chứ mà nó khối đó là lái á, nó đi mất á. Ủa, dở quá mà. Bỏ nem xuống đâu đấy? Ờ. Wow, yo. Ngồi đứa còn chắc ngồi còn chắc. Wow, yo, kia đó. Cái đúng bài mà điều nó khui một mớ lỗ nó ăn vậy không? Rớt điện thoại rồi anh. Thì rớt như cái bạch vậy. Phủ liền thì sao? Hay là lần, hay đưa lần. Đưa đúng rồi, rồi con được.
đi đi nó lại trở lại đấy. Ôi dù chế đồ nó đúng đã cái ổ đúng đẹp luôn á. Nó bắt đầu khui ăn ít kìa. Hoài hai mạch luôn. Sụ. Ồ, em mà còn phái mà lái điện thoại anh quay không? Phiền quá. Ôi, sụ. Đã cưa. Đúng bài không? Ôi vô đã. Quay cái chỗ được chắc hai nói quay luôn. Hai đã đẹp á. Hai thở em lên luôn. Hai chuyên gia lên nói luôn. Đứng đây rút điện thoại quay luôn anh gì mẹ bên kia nó có anh không? Nó máu khui nó gẹm mà chắc nó hút còn nửa ống nó mới đặng. Ờ. Quay vô. Ủa đúng bài rồi. Vì hết đoạn đấy mày thục xuống lại đây nghĩa cho đoạn thấy của em. Ui. Chú bằng hai đứa cùi cùi mẹ nó bớt cho đoạn nó vô bình chắc. Chắc mắc quân lính. Uầy, còn cái gơ hồng anh. Đấy, coi trắng hai bên ấy đút cái bì vô cái mình để nguyên cái kia luôn. Quý quá đây, biết ở không biết. Đàn là vừa lái quá mà ở lại mà mốt kiếm bài vài lít nữa cũng ngon vậy.
Ủa giờ hết mẹ nó giờ nó vô bì. Đặt bên nửa đấy, ồ, chèm cái bì vô đấy. Rồi nó không lần đầu tiên rồi, hai chú kết một cái ký nữa chứ. Đại thứ gì đầu tiên đó nè. Ở đây quá nghiệt, quá độc đáo. Rồi tóm nó nhanh nhanh xuống nha, nó vô cho được khối quá đây nó khi nó bỏ. Rồi xuống nhanh này nó vô cho được, khối quá nó đi uổng. Nấu cái kia là 1.3 rồi anh. Chết thiệt rồi. Nó đào dưới đất nhiều vậy mà nó cũng không mấy. Giờ đem máy ra đuốc lại dập hết. Hết khôn. Rồi, ở á, máu bên đấy mà bù vô đầy hết rồi. Vô bánh gần nửa mẹ rồi đấy. Rồi, bù cục ké cũng nhiều. Bánh nó có chim mặt đúng không? Ừ. Rồi lên quay cái bông mặt cho mọi người xem nha. Liếm đâu? Uầy, yo, và cái cục mặt kia coi nè. Uầy, yo, xa. Nơ lên thử coi. Uầy, yo, mặt đã bát lửa. Cục đại là 10 kg.
Ui, ké rồi á, ốc ông ké mà. Ui, còn 20 phần mà thứ gì nữa. Ui, quá đã. Có được bì trứng hồ chua nữa. Ui. Thứ gì cũng lần đầu á. Lần đầu quá rén với ô em. Lần đầu một cục ké mà hai chú két. Đu chúng đâu theo mà rớt rồi. Ôi, rớt ông chị. Anh rớt không? Đang khui mớ này người cho hụt đáy mà biết tính. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh cả.